Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi vào các bài tập ở trong phần luyện tập của sách giáo khoa của cái bài là phép nhân hai cái số nguyên cùng dấu, đúng không ạ? Vậy thì đối với số nguyên cùng dấu thì khi nhân thì nó sẽ hai số cùng dấu thì các em sẽ lấy trị tuyệt đối nhân với nhau. Chúng ta sẽ không cần phải đặt dấu trừ về trước, tức là chỉ nhớ là nhân hai trị tuyệt đối nhân với nhau thôi. Vậy thì kết quả của hai số nguyên cùng dấu thì nó sẽ luôn luôn ra kết quả dương, còn hai số nguyên khác dấu thì kết quả nó sẽ là số âm nhé. Bây giờ ta sẽ ra vào phần luyện tập. Phần luyện tập đầu tiên ở đây là chúng ta sẽ có bài 84 là điền các dấu cộng và dấu trừ. Vào cái phần ở đây thì chúng ta sẽ có như sau. Thứ nhất là dấu của A này. A mang dấu cộng, B cũng mang dấu cộng. Như vậy hai số này là hai số cùng dấu. Hai số cùng dấu nhân với nhau thì tích của nó sẽ là một số dương này. Dấu của A nhân với B bình phương, một số bình phương. Bình phương của số B, bình phương của một số thì luôn luôn ra dương rồi, đúng không ạ? Tức là khi mà B bình thì nó luôn ra dương, vậy nó sẽ phụ thuộc vào dấu của con A. Nếu dấu A dương thì kết quả nó sẽ là dương. Vì cái con B bình này này, cái B bình này luôn luôn mang giá trị dương này. B bình dương, đây là số A cũng dương. Như vậy dương nhân với dương thì kết quả này cũng là số dương này. Đây là một số dương, đây là một số âm. Hai số khác dấu nhân với nhau thì nó sẽ ra một số âm nha em. A nhân với B bình, B bình, cái số B bình này luôn là số dương rồi. Dương nhân với dấu của số A lại là số dương nữa. Như vậy dương nhân với dương, vậy thì đây cũng là dương này. Âm nhân với dương, âm nhân với dương, hai số này là hai số khác dấu thì nhân với nhau sẽ ra một số âm này. B bình thì nó là một, B bình thì là dương rồi, dấu của con A lại âm. Như vậy âm nhân với dương thì nó sẽ ra đây lại là số âm này, đúng chưa ạ? Tiếp theo của chúng ta là hai số này là hai số cùng dấu. Hai số cùng dấu nhân với nhau thì nó sẽ ra một số dương này. B bình phương thì là dương rồi, chúng ta không cần phải xét đến dấu của B, chỉ biết B bình là số dương, bình phương thì luôn luôn dương. Vậy xét đến dấu của A, A ở đây là số âm. Như vậy âm nhân với B bình là số dương thì kết quả nó lại là âm. Được chưa ạ? Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài tập số 84. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 85. 85 ở đây là một bài tính. Ta có ý A là âm 25 nhân với 8. Âm 25 nhân với 8 thì ở đây là nhân hai số khác dấu. Em lấy hai trị tuyệt đối nhân với nhau rồi thêm dấu trừ về trước. Vậy cái này trị tuyệt đối nó bằng 25, cái này bằng 8. 25 nhân với 8 thì kết quả bằng 200. Thêm một dấu trừ về trước, vậy nó bằng âm 200. Tiếp theo câu B. B ở đây là 18 nhân với âm 15. 18 nhân với âm 15 thì ở đây cũng là hai số khác dấu nhân với nhau. Vậy thì em lấy hai trị tuyệt đối nhân với nhau, tức là lấy 18 nhân với 15 thì bằng 270. 270 thì em thêm một dấu trừ về trước, vậy nó bằng âm 270. Tiếp theo nữa là chúng ta có câu C là câu C của chúng ta là âm 1500. Âm 1000 nhân 500 nhân với lại âm 100. Hai số này là hai số cùng dấu, vậy các em lấy hai trị tuyệt đối nhân với nhau bằng 1500 nhân với 100. 1500 nhân với 100 thì nó sẽ bằng là thêm hai số không ở đây, đúng không ạ? Thì nó bằng 150.000. Hai cái này dương, hai số cùng dấu, vậy kết quả nó là một số dương. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có âm 13 bình phương. D là âm 13 bình phương. Âm 13 bình thì nó chính là âm 13 nhân với âm 13. Vậy hai số nguyên âm nhân với nhau thì em lấy hai trị tuyệt đối nhân với nhau. 13 nhân với 13 thì bằng 169. Vậy kết quả nó bằng 169 luôn. Sang bài 86. Bài 86 ở đây yêu cầu các em điền vào ô, đúng không ạ? Điền vào cái ô trống này cho đúng. Chúng ta có ý A này, đây là A này. Đây là B này. Đây là kết quả của A nhân B ở bên dưới này. Vậy chúng ta có số A của chúng ta là âm 15 này. Số B của chúng ta bằng 6 này. Đây là 13 này. Đây là trừ 39 này. Tiếp theo ở đây là trừ 7 này.
đây là 28 này. Tiếp theo ở đây là 4, đây là 9 này. Đây là âm 36 này. Tiếp theo nữa là âm 8 này. Đây là 8 này. Vậy bây giờ ta có A nhân B. A nhân B ở đây tức là âm 15 nhân với 6. Âm 15 nhân với 6 thì cái em lấy đây là hai số khác giống nhân với nhau. Em lấy hai trị tuyệt đối nhân với nhau thêm dấu trừ phía trước. Vậy trị tuyệt đối này là 15, lấy 15 nhân với 6 thì 5 nhân 6 30, 6 nhân 1 là 6, nhớ 3 là bằng 90. Như vậy em thêm một dấu trừ nữa thì nó sẽ bằng âm 90. Tiếp theo đến cái cột thứ hai là 13 và âm 39. Vậy em lấy hai trị tuyệt đối lên chia nhau. Cái này lấy trị tuyệt đối của nó là bằng 39 này. Chia cho 13 thì bằng 3. Như vậy ô này có trị tuyệt đối bằng 3. Trị tuyệt đối bằng 3 thì nó có thể là cộng 3 hoặc trừ 3. Thế thì chúng ta thấy đây là một số nguyên âm, kết quả là số nguyên âm. Thì hai số này phải trái giống nhau. Như vậy khác dấu ở đây là thứ dương rồi thì đây phải là âm 3. Hai số này tích bằng 28. Như vậy hai cái trị tuyệt đối này nhân với nhau phải bằng 28. Vậy cái này có trị tuyệt đối bằng 7 thì cái này phải trị tuyệt đối bằng 4. Nhưng mà hai số lại phải là hai số khác dấu để hai số này phải là cùng dấu để nó ra là dương 28. Như vậy cùng dấu thì cái này trị tuyệt đối bằng 4 thì nó có thể bằng cộng hoặc là trừ 4. Nhưng mà cùng dấu âm vậy thì đây nó chỉ có thể là âm 4 thôi. Đúng không ạ? Tiếp theo muốn tìm ô này, trị tuyệt đối ô này bằng bao nhiêu thì em lấy trị tuyệt đối này bằng 36 đây. 36 chia 9, vậy ô này nó phải có trị tuyệt đối bằng 4. Trị tuyệt đối bằng 4 thì nó có thể bằng trọng cộng trừ 4. Tuy nhiên để ra âm thì hai số này phải là hai số khác giống nhau. Như vậy nó không thể là bằng 4 được vì 4 nhân 9 bằng 36, vậy đây nó chỉ có thể trừ 4 thôi. Đây bằng 8, vậy thì cái ô này nó phải là có trị tuyệt đối bằng 1 vì 1 nhân với trị tuyệt đối bằng 8 thì bằng 8. Nhưng mà để ra dấu là số dương, vậy hai cái này phải cùng dấu. Cùng dấu vậy thì cái này phải là âm 1, để âm 1 nhân với âm 8 thì bằng 8. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 86. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 87. Biết rằng 3 bình phương thì bằng 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương nó cũng bằng 9 hay không? Thì chúng ta sẽ có 3 bình phương này. Thì 3 bình phương tức là bằng 3 nhân với 3 đấy, thì nó bằng 9. Đúng không ạ? Vậy chúng ta có như sau. Ta có là trừ 3 nhân với trừ 3 thì cũng bằng 9. Trừ 3 nhân với trừ 3 cũng bằng 9. Vậy thì số trừ 3 bình phương lên nó cũng bằng 9. Đúng không? Vậy ngoài số 3 bình phương lên bằng 9 thì nó cũng có số trừ 3 bình phương cũng bằng 9 đây em. Tiếp theo ở đây là chúng ta có bài 88. Bài 88 như sau. Cho x thuộc z, so sánh trừ 5 nhân với x với số 0. Và ở đây trừ 5 nhân x này với số 0. Và ở đây các em chia thành các trường hợp cho cô. Trường hợp 1 cô viết tắt là TH1. Trường hợp 1 là với x bằng 0. Với x bằng 0. Nếu mà x bằng 0 thì chúng ta sẽ có thì trừ 5 nhân với 0. Trừ 5 nhân với 0 thì nó cũng bằng 0, đúng không ạ? Tất cả các số nhân với 0 thì cũng bằng 0. Như vậy em sẽ suy ra là trừ 5 nhân với x trong trường hợp này bằng 0, đúng không ạ? Nếu x bằng 0 thì trừ 5 nhân với x bằng 0, vì trừ 5 nhân 0 bằng 0 nên là chúng ta suy ra được cái điều này. Trường hợp thứ hai là nếu mà x lớn hơn 0. Nếu x lớn hơn 0 thì sao? Thì trừ 5 này nhân với x. Trừ 5 là một số âm, x lại là một số dương. Như vậy âm nhân với dương thì nó lại ra một số gì? Âm nhân với dương, hai số khác dấu nhân với nhau thì nó lại ra một số âm. Và số âm thì nó lại nhỏ hơn 0, đúng không? Trường hợp 3
trừ 3 ở đây là x nhỏ hơn 0. Với x nhỏ hơn 0 thì sao? Thì lúc này trừ 5 này nhân với x. Đây là một số âm nhân với một số âm nữa. Hai số âm nhân với nhau thì nó ra một số dương. Số dương thì lúc này biểu thức này nó sẽ lớn hơn 0. Như vậy chúng ta có 3 trường hợp và chúng ta sẽ có 3 kết quả như trên bảng đây. Sang bài 89. Bài 89 là sử dụng máy tính vào túi để tính, tức là các em sẽ được phép bấm máy tính, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta có 89A. Cái này thì em bấm máy tính này. Âm 1356, âm 1356. Các em nhân với 17. Thì các em bấm máy tính thôi. Trong cái phép tính của chúng ta, nếu mà có dấu nhân thì các em bấm vào bấm này, các em bấm trừ 1356 này, bấm vào phím nhân này, 17 này, bấm vào phím bằng này, thì nó sẽ bằng âm 23.052. Âm 23.052. Sang câu B. Câu B ở đây là 39. 39 nhân với âm 152 sẽ bằng, vậy em bấm này, 39 này nhân với mở ngoặc nhá, kem mở ngoặc cho cô, âm 152, kem đóng ngoặc bằng. Như vậy kết quả sẽ bằng âm 5928, kem ghi vào. Âm 5928. Cuối cùng của chúng ta C. C ở đây là âm 1909. Âm 1909 nhân với âm 75. Thì các em cũng mở ngoặc ra. Mở ngoặc âm 1909 đóng ngoặc vào, nhân với mở ngoặc âm 75, viết như thế nào thì các em bấm máy tính như thế, bằng, vậy nó sẽ bằng 143.175. 143.175. Như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách giáo khoa của phần luyện tập bài nhân hai số nguyên cùng dấu. Các em về nếu cần thì hãy xem lại những cái bài mà cô và các em đã vừa làm trong ngày hôm nay và làm tiếp cho cô các cái bài tập ở trong sách bài tập. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em các bài tập trong sách bài tập nhé. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.